1 2 3 4 5 6. Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Guido. Hôm nay lên sóng nhanh để giới thiệu bác 5 con vang số Shiso T3 bản 1.9 đẹp xuất sắc. Đấy. Đây là những lô đẹp nhất về trong tháng, em bán rất là nhiều. Riêng Shiso T3 em bán rất là nhiều, được mệnh danh là vua karaoke vì tiếng mic rất dễ căn, dễ chỉnh. Có những bác thợ còn đánh giá là gì? Shiso T3 còn dễ căn hơn cả gì? 1080. Đấy. Để nói rằng là dòng Shiso T3 này nó rất là dễ vào cái tiếng hát karaoke. Cái tiếng mic của nó rất bay, dễ vào. Thì hôm nay em về được có 5 con xuất sắc nhá. Em để nguyên tem hết đây này. Đấy, vận chuyển về nó tì nhau, nó có những này. Còn lại là đẹp xuất sắc hết. Nguyên tem. Quay cho các bác xem luôn. Nguyên tem. Đây. Tem đây. 2017S. Nguyên tem. Đẹp long lanh. Đấy, hàng bãi quan trọng nhất là đẹp. Ok chưa? Thì con này đây là hình thức phía trước này, các bác nhìn này. Màn kính nhựa trong. Rất là sang trọng, nhìn đơn giản nhưng rất. Bên trái thì có logo Shiso T3 nút nguồn. Đấy, bên phải thì có 4 nút vận hành, đó là nút gì? Đây là nút music, đây là nút mic, đây là nút reverb, đây là nút echo. Đấy, dòng T3 em thường thì em bán cho các bác là đời 4 nút. Đời 4 nút là đời như nào? Tức là đời gì? Cái nút echo, nút reverb nó vận hành rời ra, nên khi vận hành rất là dễ. Có những người hát yếu thì các bác có một đặc điểm ấy. Con này cũng có khiển. Và khi có khiển các bác vận hành ấy, các bác chỉ có thể cái effect này nó chỉ cho các bác tăng tăng echo, còn reverb là cố định. Tại sao lại reverb là cố định? Vì reverb là gì? Liên quan đến cái không gian của các bác. Ảo lập không gian, reverb là ảo lập không gian. Cho nhiều quá thì nó oang, mà cho ít quá thì tiếng nó mỏng. Đấy, ok, cho nó phù hợp mà làm cho tiếng của mình nó dày lên. Thì chúng ta, chẳng hạn như là trong không gian này của em nhé, em vặn lên 10, 15, đây, tiếng mic là vừa này. Điệp 1, 2, 5. Nhưng nếu quá tí nữa thì nó sẽ bị thừa. Đây, chẳng hạn như là 50 đi. Điệp. Đấy, các bác nghe tiếng ong ong chưa? Tiếng ong ong, tiếng vang nó bị thừa. Tức là vang vọng là nó phù hợp và theo cái từng không gian. Và con này nó tùy biến được cái vang vọng này bằng cách gì? Cái volume này. Đấy. À, khi các bác vận hành trong gia đình ấy, thì có những nhà không gian nó rộng thì các bác mở to lên một tí. Không gian nó hẹp thì mở nhỏ lên một tí. Đấy. Và cố định ở cái không gian đấy thôi. Còn echo hát nhiều hát ít thì có thể tăng chỉnh nhé. Có thể vặn này. Đấy. Có thể tăng. Còn reverb thì theo cái không gian tương đối là cố định. Thì trong quá trình cài thì em cài echo ngắn thì cũng sẽ reverb ngắn. Echo dài thì cũng phải đi với reverb dài. Phải không ạ? Thì tại sao lại như thế? Tức là khi cái đuôi, khi mà căn chỉnh ấy, chúng ta hiểu về kỹ thuật như này. Tức là sau khi echo kết thúc thì cái đuôi reverb nó vẫn còn. Tức là đuôi reverb thì bao giờ cũng phải xuất hiện sau cái phần echo thì chúng ta mới nghe rõ. Nếu mà reverb mà kết thúc trước echo thì là chúng ta chẳng nghe gì cả. Chẳng nghe tiếng vượt đâu cả. Phải không ạ? Đó. Vì thế là echo ngắn phải đi với reverb ngắn, echo dài đi với reverb dài. Đấy, ok. Thì thường khi các bác mua em sẽ cài cho các bác là 4 chế độ. Chế độ 1 là echo ngắn, chế độ 2 là echo dài, 3 là reverb, 4 là gì? 4 là nghe nhạc. Phải không ạ? Và trong một chế độ các bác có thể tự tùy biến được theo cái ý thích của mình là hát reverb không, hoặc hát chẳng hạn như là em bấm chế độ 2 là echo dài, đúng không ạ? Echo dài thì nhưng các bác chỉ muốn là hát ở chế độ ít echo dài nhưng mà là nhiều reverb ở trong chế độ này thì có thể vặn cái volume của echo nó nhỏ đi, chẳng hạn đây chế độ này nhá. Điệp 1 2. Đấy, echo dài, reverb dài và echo cũng dài. Cho lên 20 đi. Điệp em có nghe mùa thu bay bay lá đổ. Em có nghe đại vàng hát cung dân ca. Đấy, ok chưa? Echo dài đi với reverb dài bao giờ cũng thế. Và con này đẹp như này thì em sẽ bán cho các bác là gì? 2.9 triệu một con, bao ship tặng khiển giấy rất đầy đủ. Đấy, nô này nó về rất ít, có 5 con nhưng mà nó rất là đẹp, không có gì để chê cả. Tai tiếc thẳng nét hết, không có một cái nỗi nhỏ nào cả. Nhá, về được có 5 con rồi các bác ạ. Các bác mua thì ủng hộ em nhá. Đấy, 1 2 3 4 5, đẹp xuất sắc hết. 2.9 triệu một con, bao ship tặng khiển giấy tắc đầy đủ nhé. Xin chào hẹn các bác ở những video tiếp theo.